Vâng, chúng ta tiếp tục đến với anh Lâm Mạnh Việt ở Phủ Lý, Hà Nam này. Si búp đỏ 5 cân. Cây si này là si búp đỏ bám đá. Vâng, vâng. Đó, sao đây? Búp đỏ, 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 ót đầu luôn. Chưa hẳn. Không đỏ đấy. Ừ. Hàng Nam Định, hàng chuẩn đỏ. Nó có từng giống đỏ. Cái đầu búp nó đỏ là không ai cãi được. Gọi búp đỏ. Nó bao giờ búp này. Ừ. Búp đỏ là chuẩn búp đỏ. Đây là búp nó bé tí nó đỏ. Búp con này nó tươi. Đúng đầu. Giá bao nhiêu anh? Giá con này 3 triệu. À. Cây si giá 3 triệu đấy nhá. Được rồi. Vâng, cây giấy màu tím Huế hay quá này. Đã để anh em về chơi nhé, búp đỏ đang đầu đấy là đầu hoa đấy. Đầu tức là đầu hoa, 2 triệu đồng. Hay là tiền triệu. Chúng là để anh em về chơi. Cây hoa giấy này giá 2 triệu à? Vâng. Đấy, còn đây là những phôi xanh thì còn chưa hoàn thiện nên là tôi quay nước thôi. Thôi, những cây đây thôi. Đấy, bây giờ quay cây ổn, cây dưới. Quay dưới trong bắc ngủ thì ổn. Đấy, còn lòng này. Rất khó chịu, ở dưới mình lộn. Ừ. Vòng lên lại vòng xuống. Vâng. Cái ổn này phải không? Cây dưới này bao nhiêu tiền anh ơi? Cây dưới đây 4 triệu. Và giá 4 triệu đồng. Chậu chậu tàu đấy, chậu cũng của em, chậu tiền triệu. Quả ấy rồi. Vâng, chúng ta đang thưởng thức một cây ổi. Ổi cũng đậm nét rất là quái nhá. Chuẩn công thức đấy, áp sát ống kính vào bắt đầu lần từ gốc lên này. Ổi quả. Đây là cây ổi tàu này. Rồi, đi lên đây. Đi lên thế này. Xong đảo sang bên này. Không cháy con trước. Đảo sang bên này lại vòng xuống. Chỗ này là rất nhiều điểm gấp. Đèo Hải Vân. Cua kinh khủng. Rất nhiều điểm gấp. À, sau đó tiếp tục đưa ra để có làm tán. Quả đấy mà, quả chứ ngọn. Mấy nữa quả đầy cây rồi. Em ngâm vỏ chung rượu. Cây này giao lưu giá nào anh? 9 triệu. Rồi, giá 9 triệu. Lấy cái phông ấy, cái xanh luôn sau. Đấy. Năm điền zin đấy. Hai tàu đá nguyên khối. Xong lại con dê được nước nó canh thì nếu mà có đàn dê cái đi qua là phải qua nó hết, không được đi ăn cỏ. Ừ. Đấy. Và cây xanh giá thế nào? Giá 6 triệu rưỡi. 6,5 triệu. Vâng. Được rồi. Mở cái mẹt ra. Đấy, nó qua cây đằng sau, cây mận. Ai nhỉ, cây mận ở cái chậu đen đen đấy á? Vâng, nó đấy. Mận quả đấy, quả đỏ mình đấy, mận Sơn La mang về đấy. À. Từ Mộc Châu mang về đây đấy. Đây quả bất đi em vặt lại em làm lại. Chuẩn Sơn La miền Bắc. Mới sửa dây thì phải vặt quả đi. Mận đỏ, quả đỏ đấy, hàng khai thác trong rừng. Rồi. Tây cây mận, ngày xưa các cụ là đông là cây gì? Tây cây mận. Thế đông cây gì? Dạ. Đông cây trà, tây cây mận thì đúng. À, vâng. Cây mận này giá bao nhiêu? Cây mận này ạ. Cây mận này giá 3 triệu rưỡi. 3 triệu rưỡi. Nếu mà trồng ở hướng đông là cây mận à? Không, đông cây trà, tây cây mận. Tây cây mận. Nếu mà tây cây mận trồng cây này được chưa? Được rồi, bác để. Giá 3 triệu rưỡi. Vâng, vâng. Rồi. Còn Nam Bắc cũng cho cây gì? Đây là cây ngâu này. Cây hoa ngâu. Cây hoa ngâu ở ngoài Bắc mình đấy. Đang hoa đằng sau rồi. Rồi, mùa này có rồi.
cứ có hoa ngâu nở là sắp mưa. Bao nhiêu tiền cây ngâu này anh? Cây ngâu đấy 2 triệu. Vâng. Ra không cây ổi luôn. Vâng, chúng ta đến ổi với một cây ổi quả. Ta nhé. Đây là ổi đủ. Ổi cây đu đủ nó ra quả em cắt đi đi. Đủ đấy. À, đây là ổi đủ. Nhưng mà cắt cái ổi đu đủ này thì lên đâu được nữa. Nó lên thôi lại. Nó thối. Nó thối thân đây này. Nó thối thân đến đây rồi. Đu đủ ấy làm sao mà lên được nữa. Vâng, cây ổi. Thân rất là dị. Mọi ngày làm từ bé mà làm uốn kiểu gì nó ra được cả cái chỗ này. Vâng. Đây. Loan qua loan ngoan. Chỗ này nó díu đây quả, đến đây là quả không nhúc. Cây ổi này giá bao nhiêu? Cây ổi này giá 3,2 triệu. Vâng. 3,2 triệu. Được. Tôi cho cái mẹt và cái con dưới để bán. Dưới cũng là dưới thú đấy. Anh em nào mua có 1,8 triệu. Cây dưới giá 1,8 triệu. Vâng, thú luôn. Rất hợp lý. Rồi. Chuyển sang con xăng dầu này. Đấy, cây mẹt đấy. Đây, rồi, okay. Đây là cây sang à? Vâng, cây sang này giá 1,2 triệu. Cũng hình thú đấy. Không phải dê cái mẹt sang cái sung nhé. Sung này cũng hình thú luôn, con trăn. Cây này là giá 1,2 triệu à? Vâng, giá 1,2 triệu. Thế còn cây sung này 1,7 triệu. Cây sung này là 1,7 triệu. Vâng, xoắn như con ốc sên. Anh có quay được sang mặt bên kia không? Quay được. Còn tay quay. Đứng quay này. Đấy, trong chỗ nước quay thử. Nữa, vòng nữa. Đấy. Tiếp. Rồi. Cây sung này báo giá bao nhiêu? 1,7 triệu. 1,7 triệu. Thế còn được bên cái cạnh. Thôi, cái đang làm. À. Và ừ. Đặc biệt nhất là cây lục vừng này. Vâng đấy. Còn đấy lên phòng. Cây rồi. Lục vừng đẹp không? Rồi. Đấy. Rồi. Chuẩn kỳ lân chưa các bác? Lại còn lá nếp nhá. Kỳ lân. Kỳ lân. Đây mới là kỳ lân thần giữ của. Đã lọc lại còn kỳ lân. Ừ. Đã thần giữ của lại còn lại lọc. Nhìn mông vẹt chứ. Nó còn được cái hồng bụng. Bốn mặt ấy, hiện thế lù hết toàn thân. Đuôi viết chân quắp. Nó lùi ra xa, bóng lên lại. Cùng cây rất đẹp. Đấy, cũng nhìn ra. Đạt chưa? Lộc vừng kỳ lân. Giá bao nhiêu anh? 10 triệu. Rồi. Tiếp tục. Anh con giấy. Con hoa giấy này nhá. Rút chứ. Như con thỏ ngồi ấy. Đấy, tím huế đấy. Một cây hoa giấy tím huế này. 2,2 triệu. Giá 2,2 triệu. Và đưa cái mẹt này để cho nó cắt này. Cộng trời đấy. Vâng, chúng ta di chuyển đến một cây cóc. Chuẩn. Cóc ghép thái rồi à? Vâng, đầy quả rồi. Thế thì có quả rồi. Bao nhiêu tiền anh ơi? Cóc là 4 triệu rưỡi. 4 triệu rưỡi. Vâng. Rồi, ghép cóc thái là có quả nhiều. Còn cái này ra hàng Nam Điền Jin. Cây xanh Nam Điền ba vai này giá bao nhiêu anh? Dạ, con này giá 15 triệu. Vâng. Có hàng ra voi đấy. Được rồi. Nguyên thị. À đây có một cây thị ăn quả nữa. Vâng. Có hoa này nhé, mưa lại đầu ấy. Đấy con thị này có 5 triệu. Cái nhà này thì còn được rồi. Bên cạnh là cây phượng nhưng mà mùa này lá phượng một chút đâu hết. Vâng, đây là cây tròi mòi. Ông đá tự nhiên luôn. Ai là nó ngậm cái viên đá này à? Nhà đá. Chắc luôn. Nó như đang nuốt con viên đá không vâng, xong. Nó nuốt thật chứ không phải ghét. Tròi mòi. Sai quả đấy chứ. Vâng.
mà qua trận rét bây giờ nó phải lắng ấm lên nó lại đầy quả. Rồi giá cái chòi mòi bao nhiêu? Cái chòi mòi đây giá 8 triệu. Và 8 triệu đồng. Nó lùi 2 bước một. Vâng, chúng ta đang nắm cây hoa giấy Mỹ này. À, đẹp đấy. Bệ giấy Mỹ tuyệt vời đấy. Và bây giờ tôi chuyển sang phía bên kia xem là anh cứ bảo mặt kia để mặt trước để xem thế nào đã. Mặt trước chả có đứng chỗ đứng để quay. Anh kê này kê ngược. Cái đẹp thì anh cho ra vào trong. Và đây là phía đối diện nhá. Này không phân biệt đâu là mặt trước mặt phải. Đây là mặt sau. Cành nó chọc vào mặt nhưng mà nó lồi như thế này mà. Vơ vẩn này. Đây mới là mặt trước. Ông chỉ văng mạng này. Cây này giá bao nhiêu? Dạ. Cây này giá bao nhiêu? Giá 4 triệu rưỡi. Rồi. Còn hoa giấy đang xây dựng. Vâng, tiếp tục chúng ta đến với một cây rành rành đây. Đang quả, đang hoa rồi đấy con. Rất nhiều đụng. Múc đụng luôn. Đúng rồi, cây này nhiều hoa lắm. Sắp tới rồi còn chặt. Chỗ nào cũng trúng nụ hết. Vâng, chặt nụ luôn. Cây này bao tiền anh? Cây 5 triệu. Vâng. 5 triệu đồng. Cây rành rành, được. Gốc to phết. Vâng, đây còn đá là cái chi này đẹp. Đá rất đẹp. Con giấy này đẹp, nó chưa xong. Xong làm con này nó còn đẹp. Rồi. Bao nhiêu tiền cây si này? 2 triệu. Vâng. Đá cực nghệ thuật. Khế bên cạnh được, cây túc bên cạnh. 2 triệu đồng. Cây khế này bao nhiêu? Cây khế 1 triệu 8. Cây cối nó cũng tỉ cây mà có. Tiếp tục. Ái, cây túc lộc đẹp đấy. Giữ luôn, nhìn được. Sạch sẽ, không đục đẽo. Bên cạnh là cây hay. Cây túc bao nhiêu? Cây túc 3 triệu rưỡi. Rồi, 3 triệu rưỡi. Và di chuyển đến một cây hạnh, hạnh lựu. Đang đón hoa hè. Hạnh lựu này nó có gai chứ? Không có gai đâu. Thế sau cây nhà tôi nó gai tua tủa nhỉ? Có một hai cái gai thôi nhưng mà mình làm triệt đẻ ngay thì nó không ra. Cây này bao nhiêu anh? Cây này thì 5 triệu. Và cái mùa này là bắn hoa đẹp. Vâng, và đây là cây lộc vừng. Cây dưới này có 2 triệu. Cây lục vừng giá 2 triệu rưỡi. Vâng. Còn cây dưới này là giá 2 triệu. Cây dưới thì mà nó lại lòng ngoằng. Nó đổ tự nhiên. Cây dưới, cây đá trên nó đã bệt đâu. Chưa bệt hả? Chờ một thời gian nữa đi. Vâng. Cái nhà quay. Vâng, và đây là cây hoa nhài này. Cây hoa nhài được ấy, gốc to phết đấy. Cây này bao nhiêu anh? 7 triệu. Rồi, giá 7 triệu đồng. Bác ngủ ra bác ngủ bảo, còn cây quấy đi treo cây qua giấy hoặc là cây quả cóc thì nó quay qua cái quả cóc này, cây cóc này. Có cái quả, cây rừng này.
Vâng, ở góc này tôi thấy anh Việt có cái cóc nhá. Đấy, anh ấy ghép cóc Thái. Đây cái vị trí ghép này. Ghép line này nhận 100%. Đấy. 100% nhận chứ không như là ghép mắt. Tức là anh ấy có ghép một cái cây cung cấp. Cây gốc ở dưới, gốc Thái ở dưới anh trồng cạnh cái cóc rừng, cóc rừng của mình, xong đưa cái tay của cái cành của cây gốc Thái lột vỏ để ép sát buộc chặt vào cây cóc rừng. Thì là cái nhành của nó ra đây, khi mà nó sống được cái nhành này bắt đầu anh cắt gốc đi. Đây là quả của cây cóc Thái này này. Vâng đấy, siêu quả luôn. Nhưng mà cái đùn quả này nó không liên quan gì đến cây cóc này mai, mà nó chỉ liên quan được cái nhánh bé chỗ này thôi này. Đấy, thì chúng ta đừng bị anh ấy đánh lừa nhá. Anh ấy chỉ là quả rõ nhiều đây, nhưng mà chính là anh đang lừa chúng mình ấy. Đấy, rồi xong rồi. Vâng, kết thúc 4 cuốn video giao lưu với anh Lâm Mạnh Việt ở Phủ Lý này. Chúng ta quan sát một cây hoa giấy. Vâng, cây này trồng cũng nó bay ra phía ngoài. Trụ cổng cũng được. Chắc hoa mỗi lần ra hết lần này là khác. Hoa sắc pháo. Vâng. Màu hoa lắm. Tím sắc pháo. Cả chậu. Cây này bao nhiêu tiền anh? Cây này bao tiền? Cây này 12 triệu. 12 triệu cây hoa giấy. Rồi. Vâng. Và với thời lượng này Đỗ Sinh cũng xin kết thúc cuốn video tại đây. Rồi, vâng. Đỗ Sinh xin chào các bạn và cảm ơn những thời gian vừa qua đã đồng hành cùng với Đỗ Sinh. Chúng ta tiếp tục ở những cái chương trình sau.